nguồn gốc và ý nghĩa ngày quốc tế phụ nữ 8 phần 3 ít ai biết. Ngày quốc tế phụ nữ để tôn vinh những người phụ nữ yêu thương của mỗi người, nhưng ít ai biết được vì sao lại có ngày này. Hãy cùng tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa của ngày 8 tháng 3 này nhé. Đường sắt và pháp luật ngày quốc tế phụ nữ để tôn vinh những người phụ nữ yêu thương của mỗi người, nhưng ít ai biết được vì sao lại có ngày này. Hãy cùng tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa của ngày 8 tháng 3 này nhé. Lịch sử ra đời ngày quốc tế phụ nữ Lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 bắt đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống của nữ công nhân Mỹ, căm phẫn trước sự áp bức tàn bạo đó. Ngày 8 tháng 3 năm 1899, tại hai thành phố Chicago và New York của nước Mỹ, đã nổ ra cuộc đấu tranh mạnh mẽ của nữ công nhân ngành dệt may đòi tăng lương, giảm giờ làm. Những cuộc đấu tranh đầu tiên đó của nữ công nhân Mỹ đã có tiếng vang lớn, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh của phụ nữ lao động trên toàn thế giới trước sự lớn mạnh về số lượng và chất lượng của phong trào phụ nữ trên thế giới, ngày 26 và 27 tháng 8 năm 1910, đại hội lần thứ hai của những người phụ nữ thế giới đã được triệu tập ở Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, về dự có 100 nữ đại biểu của 17 nước. Đã quyết định lấy ngày 8 tháng 3 làm ngày quốc tế phụ nữ với mục đích đấu tranh đòi các quyền lợi của phụ, nữ, và trẻ em. Từ đó đến nay, ngày 8 tháng 3 trở thành ngày hội của phụ nữ thế giới. Đoàn kết đấu tranh để tự giải phóng, thực hiện quyền nam nữ bình đẳng. Và cũng từ đó, phụ nữ tiến bộ khắp năm châu tổ chức ngày 8 tháng 3 với những nội dung và hình thức phong phú. Nội dung ngày quốc tế phụ nữ 8 phần 3 không chỉ dừng lại ở quyền bình đẳng, mà được mở rộng thêm khái niệm mới phát triển, giới. Ý nghĩa ngày quốc tế phụ nữ, trong 365 ngày của một năm, phụ nữ có riêng một ngày để được xã hội quan tâm và bù đắp những thiệt thòi vất vả trong cuộc sống họ luôn âm thầm hy sinh và chịu đựng để xây dựng hạnh phúc gia đình vì vậy họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng và quan tâm hơn nữa từ một nửa kia còn lại của thế giới chia sẻ với họ những khó khăn trong công việc và gia đình không ai có thể phủ nhận vai trò và trách nhiệm to lớn của người phụ nữ thời hiện đại họ vừa là người nội trợ vừa tham gia lao động xã hội đóng góp sức lực của mình vào sự phát triển của đất nước không những thế họ còn giữ một thiên. Trước cao cả là một người mẹ mang nặng đẻ đau ra những đứa con và nuôi dạy chúng thành người, phụ nữ ngày nay đang dần khẳng định mình là phái đẹp chứ không còn là phái yếu như trước kia. Ngày quốc tế phụ nữ tại Việt Nam, tại Việt Nam để thể hiện sự tôn vinh những người phụ nữ, một nửa thế giới, người ta thường tổ chức rất trang trọng, tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp, ngày 8 tháng 3 cũng là ngày nam giới thể hiện sự chăm sóc yêu thương cho người phụ nữ mà họ yêu quý. Chính vì lẽ đó mà thị trường quà tặng ngày 8 tháng 3 rất phong phú. Và đa dạng, đặc biệt là xu hướng tặng các món quà cao cấp. Trong đó, các loại quà mừng 8 phần 3 mạ, vàng 24K, được nhiều người lựa chọn làm quà tặng gắn kết tình nghĩa vợ chồng thêm bên chặt. Theo ông Trần Thắng, đại diện thương hiệu Golden Gift cho biết, ngoài những món quà truyền thống và thiết thực, thì trong những năm gần nhiều khách hàng, tại các thành phố lớn cũng lựa chọn những món quà cao cấp chế tác thủ công như tranh chữ mẹ mạ, vàng, hoa hồng mạ, vàng, tranh đôi cá vần trăng. Nếu tặng sếp và đối tác nữ thì nhiều người chọn chậu phong lan hay bông hồng doanh nhân. Đây là những món quà được chế tác hoàn toàn thủ công. Tại Việt Nam, để làm quà tặng ý nghĩa cho những người phụ nữ mà bạn thương yêu mùa 8 phần 3 năm nay đó. Sang trọng, mà tinh tế, truyền thống, mà rất hiện đại, các món quà mạ vàng của Golden Gift phù hợp không gian và căn phòng hiện đại, quà vàng cao cấp, sẽ luôn bền mãi với thời gian như tình yêu vĩnh cửu của các cặp tình nhân của những đứa con với người mẹ kính yêu ông thắng cho biết thêm hãy để lại quan điểm của bạn ở phần bình luận nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại